giúp cho các bé thích hơn, thích thú hơn, nó mình còn cảm thấy hay nữa là các bé, đúng không ạ? Đấy. 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 Chúng ta sẽ nghe rõ cả âm thanh luôn này đó. Ok, hello. Xin chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Chúc cho những ai đang làm YouTube thì ra được thật là nhiều video nha. Chúng ta đã biết thì ứng dụng Animal 4D hiện tại thì đang rất hot trên mạng xã hội. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho những cái bạn nào mà chưa biết sử dụng cái ứng dụng Animal 4D như thế nào, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn nha mọi người. Để tải được cái ứng dụng này thì chúng ta cần phải vào Google Play. Đó, ta sẽ gõ là Animal 4D app nhá. Đó, đây. Đây là cái ứng dụng mình đã cài nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này ra. Mở nó ra đó. Nó hơi sáng nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ cho phép quyền là truy cập vào ảnh, cho phép ghi lại âm thanh. Đó. Đây là sẽ hiện như này. Nếu như các bạn cảm thấy nếu mà nó lỗi như này nhá thì mọi người vui lòng tắt hết wifi đi cho mình này. Đó. Đây bây giờ nó sẽ đang loát này. Đây là tất cả những cái hình ảnh. Đấy, ok. Đó. Đó mọi người thấy không ạ? Đó. Như vậy là chúng ta đã cài xong cái app này rồi nha. Còn về cái bên này thì mình sẽ vào trình duyệt Chrome này. Đấy. Đây là Pix Animal nha. Đó, tính. Đây, Pix Animal 4D đây mọi người đó. Cho cam của mình nó bị mờ đây. Đây là danh sách các cái hình ảnh. Ơ sao nó lại vào này? À, cái hình ảnh con khỉ đây. Bây giờ mình sẽ cho cái điện thoại này mình vào, mở cam lên và soi sẽ như nào nha. Đây. Ui giời. Đấy. Đấy mọi người có nhìn thấy rõ không ạ? Đó. Giờ mình sẽ thử con hươu cá cổ này nhá. Mọi người chú ý là thì nó cần phải có cái dòng chữ tiếng Anh ở dưới thì nó mới có thể là đọc tên, đọc vận vật cho chúng ta nghe thử nhá. Đấy. Xong rồi. Giraffe. Đấy. Đấy, nó lại tắt rồi, được nó chỉ được một lúc thôi. Sẽ thử con này là con rùa nha. Đó, nếu như mà nhà bạn nào mà có trẻ con thì mình cảm thấy là cái ứng dụng này nó khá là tốt. Đấy, sẽ giúp cho các bé thích hơn, thích thú hơn đó. Mình còn cảm thấy hay nữa là các bé, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Chúng ta sẽ nghe rõ cả âm thanh luôn này đó, nhìn nó rất là nét luôn. Ban đầu mình còn giật mình cơ. Chó mình sẽ thử xem đây đây mình cho. Con chó đang sủa. Đây đây con voi nha. Đó. Đây là của cà rốt đúng không? Bây giờ mình sẽ soi. Nó hiện 3D luôn này. Cái kiểu máy quay của mình hôm nay nó bị sao ấy. Đấy. Như kiểu hôm nay máy ảnh mình có vấn đề sao mọi người thông cảm nhé. Sau một thời gian mình sử dụng cái ứng dụng Animal này thì mình cảm thấy ứng dụng này khá là hay. Nếu như mà bạn nào mà chưa biết cách tải, chưa biết cách sử dụng cái ứng dụng Animal 4D này thì chúng ta có thể tham khảo trong video của mình. Và theo mình thấy nhá, thì nhà bạn nào mà có trẻ con thì mình thấy là ứng dụng này nó khá là hay. Tại vì là nó sẽ giúp cho trẻ con nó dạng như là kích thích hơn ý. Đấy, mình người lớn mình còn cảm thấy kích thích nữa, không chi là trẻ con đúng không ạ? Thì cái ứng dụng này thì nó sẽ giúp cho trẻ con đó chính là học thêm được ngoại ngữ tiếng Anh. Tại vì là cái này ví dụ như là nãy mình có cho chia sẻ với các bạn là
Mình có hiển thị là soi thử con chó thì nó sẽ đọc bằng tiếng Anh bằng dog đó, cho nên là rất là hữu ích. À, nếu như mà các bạn thấy video của mình hay, nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Bye bye mọi người.